Cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng trong 2 năm 2024-2025 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở ngành địa phương và được kết nối trực tuyến với Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao năm 2024, còn hai nội dung đang triển khai thực hiện, cùng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ tháng 10, Sở sẽ tập trung thực hiện tuyên truyền cổ động, tổ chức triển lãm, cuộc thi, lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã như kế hoạch đã phê duyệt. Trong năm 2025, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức 8 hoạt động kỷ niệm nổi bật là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Tết Nguyên đán năm 2025, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và góp ý, đề xuất một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tiếp tục bám sát tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt, phối hợp chặt chẽ và kịp thời báo cáo để xử lý ngay khi có khó khăn vướng mắc. 7 địa phương trừ huyện Châu Đức nhanh chóng ban hành kế hoạch hưởng ứng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã, gửi về Sở Văn hóa Thể thao tổng hợp. Đối với kinh phí tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất.